Này các em, hãy cùng đón những lời chào nào. Đó là ai? Tớ tên là Hello. Hello tớ xin chào, vui được gặp bạn. Hello tớ xin chào, hello tớ xin chào, hello tớ xin chào, hello tớ xin chào. Đó là ai? Tên là Mr. Hai. Hai tớ xin chào, vui được gặp bạn. Hai tớ xin chào, hai tớ xin chào, hai tớ xin chào, hai tớ xin chào. Tớ nè, cảm ơn tớ xin chào, vui được gặp bạn. Cảm ơn tớ xin chào, cảm ơn tớ xin chào, cảm ơn tớ xin chào, cảm ơn tớ xin chào. Đó là ai? Tớ tên là Vui Lòng. Please tớ xin chào, rất vui được chuyện trò. Please, please ơi, please đó là Vui Lòng. Please, please ơi, please đó là Vui Lòng. Đó là ai? Tớ tên là Goodbye. Goodbye tớ xin chào, rất vui được gặp bạn. Goodbye nhé, chào tạm biệt. Bye, Mr. Goodbye. Goodbye nhé, chào tạm biệt. Bye, Mr. Goodbye. Lời chào thật vui phải không? Hãy gặp họ lần nữa vào một ngày khác. Johnny, Johnny, vâng papa. Anh đúng phải không? Không papa. Nói là phải không? Không papa. Màu mình ra màu, ha ha ha. Ồ không. Johnny, Johnny vâng mama. Con dâu thứ chi? Không mama. Nói là phải không? Không mama. Giơ tay ra màu, ha ha ha. Nhưng Johnny, Johnny vâng map ma. Ăn chocolate không map ma. Nó là phải không? Không map ma. Mở mình ra màu, ha ha ha. Johnny, Johnny vâng papa. Con dâu thứ chi? Không papa. Nó là phải không? Không papa. Giơ tay ra màu, ha ha ha. Johnny, Johnny vâng papa. Tuyệt con không John, vâng papa. Có chắc chắn không? Không papa. Hai với hai bao nhiêu? Ha ha ha. Johnny, Johnny vâng papa. Học trong không John, vâng papa. Nói là phải không? Không papa. Đưa sách ra màu, ha ha ha. Johnny, Johnny vâng mama. Có được không John, không mama. Có chắc chắn không? Vâng mama. Giơ tay ra màu, ha ha ha. Johnny, Johnny vâng papa. Thầy con không John, không papa. Có chắc chắn không? Vâng papa. Giơ tay ra màu, xin lỗi papa.
Johnny Johnny vâng papa. Buồn ngủ phải không? Không papa. Nói là phải không? Không papa. Ha ha ha. Johnny Johnny vâng papa. Con ngoan phải không? Vâng papa. Không nói dối tròn. Vâng papa. Ngủ ngon Johnny. Con yêu papa. Ba chú chuột mù, chúng luôn chạy vòng quanh. Ba con chuột mù, ba con chuột mù, xem cách nó chạy, xem cách nó chạy. Nhìn chúng ở đó kìa, chúng đang chạy lại. Ba con chuột mù, ba con chuột mù, đã kiểm tra mắt nó, đã kiểm tra mắt nó. Bác sĩ cho chúng một chiếc kính đeo vào và chúng bỗng nhìn nhìn mọi thứ rõ ràng. Cảm ơn bác sĩ và chia tay mọi người là ba con chuột mù. Các chú chuột trông thật thú vị với chiếc kính của chúng. Ha ha ha. Con chuột mù, ba con chuột mù, chúng đã trở về nhà, chúng đã trở về nhà. Chúng nó chạy sau cô nông dân kia, cô ấy chạy quanh và la hét thật nhiều. Chuột đã đâu đi, còn dao sắc của cô là ba con chuột mù. Vợ của người nông dân có thể chạy rất nhanh. Ba con chuột mù, ba con chuột mù, chúng đã mua thuốc kem, chúng đã mua thuốc kem. Một câu chuyện kỳ lạ. Hẹn gặp lại lần sau. Chào các bạn. Các bạn có biết về các hành tinh chưa? Hãy để tôi hát cho các bạn nghe các bài hát hành tinh nhé. Chúng tôi là hành tinh to lớn tròn xoè. Chúng tôi rất vui và bay xung quanh. Chúng tôi là hành tinh to lớn tròn xoè. Chúng tôi rất vui và bay xung quanh. Tôi gần mặt trời nhất. Tôi là sao Thủy. Sao Thủy. Tôi sáng nhất trên bầu trời. Tôi là sao Kim. Sao Kim. Và tôi là hành tinh của bạn. Tôi là trái đất. Trái đất. Tôi là một hành tinh đỏ. Tôi là sao Hỏa. Sao Hỏa. Chúng tôi là hành tinh to lớn tròn xoè. Chúng tôi rất vui và bay xung quanh. Chúng tôi là hành tinh to lớn tròn xoè. Chúng tôi rất vui và bay xung quanh.
Tôi là hành tinh lớn nhất. Tôi là sao Mộc. Sao Mộc. Tôi là hành tinh với những chiếc vòng. Tôi là sao Thổ. Sao Thổ. Tôi có 27 mặt trăng. Tôi là sao Thiên Vương. Sao Thiên Vương. Tôi được tạo ra từ gas. Tôi là sao Hải Vương. Sao Hải Vương. Chúng tôi là hành tinh to lớn tròn xoè. Chúng tôi rất vui và bay xung quanh. Chúng tôi là hành tinh to lớn tròn xoè. Chúng tôi rất vui và bay xung quanh. Ngón tay cha, bạn ở đâu? Ta ở đây, ta ở đây. Bạn có khỏe không? Ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Ta ở đây, ta ở đây. Bạn có khỏe không? Ngón tay anh, bạn ở đâu? Ta ở đây, ta ở đây. Bạn có khỏe không? Ngón tay chi, bạn ở đâu? Ta ở đây, ta ở đây. Bạn có khỏe không? Ngón tay em, bạn ở đâu? Ta ở đây, ta ở đây. Bạn có khỏe không? Kì 10 bang trên đó và một bang là to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bang lăn quay. Ow! Kì trên bang trên đó và một bang là to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bang lăn quay. Ouch! Kì tầm bang trên đó và một bang là to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bang lăn quay. Ouch! Kì bảy bang trên đó và một bang là to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bang lăn quay. Ouch! Kì sáu bang trên đó và một bang là to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và thật ca quay quay và một bang lăn quay. Ouch!
chỉ nằm bàn trên đó và một bàn là to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Ouch! Kìa bồn bàn trên đó và một bàn là to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Ouch! Kìa ba bàn trên đó và một bàn là to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Ouch! Kìa hai bàn trên đó và một bàn là to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Ouch! Kìa một bàn trên đó và bàn lại là to. Chúc ngủ ngon. Này các Famis, hãy nói cho chúng tôi biết về thời gian trong ngày. Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Số 12 ở cành tai dài. Cái tai kia chỉ ngay số 1. Ôm mấy giờ rồi? Đó là 1 giờ. Số 12 ở cành tai dài. Số 2 kia ở ngay tai này. Ôm mấy giờ rồi? Đó là 2 giờ. Số 12 ở cành tai dài. Số 3 kia ở ngay tai này. Ôm mấy giờ rồi? Đó là 3 giờ. Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Số 12 ở cành tai dài. Cành tai kia chỉ ngay buông này. Ôm mấy giờ rồi? Đó là 4 giờ. Số 12 ở cành tai dài. Số 5 kia ở ngay tai này. Ôm mấy giờ rồi? Đó là 5 giờ. Số 12 ở cành tai dài. Cành tai kia chỉ ngay sau này. Ôm mấy giờ rồi? Đó là 6 giờ. Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Số 12 ở cành tai dài. Cành tai kia chỉ ngay bay này. Ôm mấy giờ rồi? Đó là 7 giờ. Số 12 ở cành tai dài. Cành tai kia chỉ ngay tam này. Ôm mấy giờ rồi? Đó là 8 giờ. Số 12 ở cành tai dài. Cành tai kia chỉ ngay chinh này.
ô mây giờ rồi. Đó là 9 giờ. Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Số 12 ở cành tay dài. Cành tay kia chỉ ngay số 10. Ô mây giờ rồi. Đó là 10 giờ. Số 12 ở cành tay dài. Cành tay kia chỉ 2 số 1. Ô mây giờ rồi. Đó là 11 giờ. Số 12 ở cành tay dài. Cành tay kia chỉ như tay dài. Ô mây giờ rồi. Đó là 12 giờ. Tick a tock a tick a tock a tick a tick a tick. Hãy nhìn vào những chú heo con đó đi. Năm chú heo con trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: bé con trên giường không được nhảy lon ton. Bốn chú heo con trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: bé con trên giường không được nhảy lon ton. Ba chú heo con trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: bé con trên giường không được nhảy lon ton. Hai chú heo con trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: bé con trên giường không được nhảy lon ton. Một chú heo con trên giường nhảy lon ton. Làm chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: bé con trên giường không được nhảy lon ton. Ông McDonald là một chàng trai, E-I-E-I-O. Trên trang trại vài ba con bò, E-I-E-I-O. Bò thì kêu mu mu và bò kêu mu mu. Đây mu kêu mu khắp mọi nơi mu mu. McDonald là một chàng trai, E-I-E-I-O. Ông McDonald là một chàng trai, E-I-E-I-O. Trên trang trại vài ba con gà, E-I-E-I-O. Gà thì kêu chít chít và gà kêu chít chít. Đây chít kia chít khắp mọi nơi chít chít. McDonald là một chàng trai, E-I-E-I-O. Ông McDonald là một chàng trai, E-I-E-I-O. Trên trang trại vài ba con lợn, E-I-E-I-O. Lợn thì kêu on on và lợn kêu on on. Đây on kia on khắp mọi nơi on on. McDonald là một chàng trai, E-I-E-I-O. Ông mắc
Dono là một chàng trai. E-I-E-I-O. Trên chàng trai vài ba con vịt. E-I-E-I-O. Vì thì kêu quắc quắc và vì kêu quắc quắc. Đây quắc kêu quắc khắp mọi nơi quắc quắc. Mà Dono là một chàng trai. E-I-E-I-O. Ông McDonald là một chàng trai. E-I-E-I-O. Trên chàng trai vài ba con cừu. E-I-E-I-O. Kêu được kêu ba ba và kêu kêu ba ba. Đây ba kia ba không có nơi ba ba. McDonald là một chàng trai. E-I-E-I-O. Chúng ta hãy cùng nhảy lên xe bus nào. Tất cả bánh xe bus quay tròn quay tròn, quay xung quanh quay vòng tròn. Tất cả bánh xe bus quay tròn quay tròn, đi về thành phố. Gạt nước trên xe bus xoay vu xoay vu, xoay vu vu, xoay vu vu. Gạt nước trên xe bus xoay vu vu vu, đi về thành phố. Coi trên xe bus kia bíp bíp bíp, bíp bíp bíp, bíp bíp bíp. Coi trên xe bus kia bíp bíp bíp, đi về thành phố. Cửa sổ trên xe bus mở ra đông vào, bơ toan ra rồi đông lại. Cửa sổ trên xe bus mở ra đông vào, đi về thành phố. Tất cả bánh xe bus quay tròn quay tròn, quay xung quanh quay vòng tròn. Tất cả bánh xe bus quay tròn quay tròn, đi về thành phố. Chúng ta sẽ sớm trở lại trên một chuyến xe khác. Hãy nhảy điệu bóp bóp hôm nay nào. Gấp tay lại và bật trời trưng, tung lên rơi xuống như quả trưng. Gấp tay lại và bật trời trưng, tung lên rơi xuống như quả trưng. Nhảy lo cò và nhảy điệu bóp bóp. Nhảy lo cò và nhảy đi bóp bóp. Nhảy lo cò và nhảy đi bóp bóp. Nhảy lo cò và nhảy đi bóp bóp. Xem bên trái và sang bên phải, bồn công hồng sau đó đường thăng. Xem bên trái và sang bên phải, bồn công hồng sau đó đường thăng. Nhảy lo cò và nhảy đi bóp bóp. 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 Gấp tay lại và bật trời trưng, tung lên rơi xuống như quả trưng. Gấp tay lại và bật trời trưng, tung lên rơi xuống như quả trưng. Nhảy lo cò và nhảy đi bóp bóp. 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 Bạn có vui không? Hẹn gặp lại lần sau. Xe buýt kêu bíp bíp, xe buýt kêu bíp bíp, đi đến trường học thôi. Xe buýt kêu bíp bíp, xe buýt kêu bíp bíp, xe buýt kêu bíp bíp, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau áo trên
đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, đi đến trường học thôi. Xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, đi đến trường học thôi. Xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Xe buýt kêu brum brum, xe buýt kêu brum brum, xe buýt kêu brum brum, đi đến trường học thôi. Xe buýt kêu brum brum, xe buýt kêu brum brum, xe buýt kêu brum brum, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, đi đến trường học thôi. Xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Ngày hôm nay thật đẹp, tất cả chúng ta hãy đi sở thú nhé. Daddy và bọn mình đi sở thú với nhau nào. Đi với nhau đây, đi với nhau nào. Daddy và bọn mình đi sở thú với nhau nào. Chúng tôi cả ngày ở đây. Sở thú chúng tôi đi, đi, đi. Thế nào bạn, bạn mình có đi cùng tôi không? Sở thú chúng ta đi, đi nào. Nhìn voi lung lay với chú voi ở đây này, đôi tay to và cái voi lung lung lay. Nhìn voi lung lay với chú voi ở đây này, chúng tôi cả ngày ở đây. Sở thú chúng tôi đi, đi, đi. Thế nào bạn, bạn mình có đi cùng tôi không? Sở thú chúng ta đi, đi nào. Khi đột kìa nó gai sốt sốt soạt, nhảy lên cao và gai sốt sốt soạt, treo đuôi lên cao nó gai sốt sốt soạt, chúng tôi cả ngày ở đây. Sở thú chúng tôi đi, đi, đi. Thế nào bạn, bạn mình có đi cùng tôi không? Sở thú chúng ta đi, đi nào. Ở
đằng này con gâu ấy điên rồi, chiếc áo đen của anh ấy quá quá nặng, đừng lại gần đến đó quá quá gần, không nên cả ngày ở đây. Sơ thu chúng tôi đi 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 thế nào bạn bạn, mình có đi cùng tôi không, sơ thu chúng ta đi đi nào. Hai cậu nhỏ hồ kêu yên 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 ngồi, bắt chú ca nó kêu yên yên ngồi. Hai cậu nhỏ hồ kêu yên 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 ngồi, chúng tôi ca ngày ở đây. Sơ thu chúng tôi đi 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 thế nào bạn bạn, mình có đi cùng tôi không, sơ thu chúng ta đi đi nào. Mình đùa cả ngày và đã muốn ngủ rồi, ở trên xe hơi và giấc muốn đi ngủ, sẵn sàng về nhà và ngủ đi thôi nào, bởi ta cả ngày ở đây. Sơ thu chúng tôi đi 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 thế nào bạn bạn, mình có đi cùng tôi không, sơ thu chúng ta đi đi nào. Chào các bạn Famis, hãy gặp người nướng bánh nào. Người nướng bánh bạn có biết không, là một phim men, là một phim men. Người nướng bánh bạn có biết không, anh sống ở trên con đường dâu. Tôi có biết anh là muffin man, là muffin man. Người nướng bánh tôi có biết anh sống ở trên con đường dâu. Người nướng bánh hay đến gặp anh là muffin man, là muffin man. Người nướng bánh hay đến gặp anh sống ở trên con đường dâu. Người nướng bánh tôi đã gặp anh là muffin man, là muffin man. Người nướng bánh tôi đã gặp anh sống ở trên con đường dâu. Người nướng bánh thật là vui vẻ. Hãy trở lại sớm và gặp nhiều người với đủ mọi sắc màu cùng với các bạn Famis. Các Famis nhìn kìa, đó là ngôi nhà mà Jack đã xây. Ngôi nhà này đây Jack đã xây. Mặt nhà đây này ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Mặt nhà kia này chuột đã ăn ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Đây là con mèo đã giết con chuột vì ăn mặt nhà ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Cho con đây này lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Nhưng cô gái này bị bao giờ ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Đang ôm ở đây rất nát và thật lầy. Hôn cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là
con bò với cái xinh nhỏ đã khiến cho con trò lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Hôm cho anh này đứt nát và thất lây. Hôm cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái xương nhỏ đã khiến cho con trò lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Gà trống ở đây trong đám đông này làm thức linh mục đã cáo lông cừu. Kết hôn cho anh này rất nát và thật lây. Hôm cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái xương nhỏ đã khiến cho con trò lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Người nông dân ở đây gieo cây bắp này làm cho con gà cùng nhau la ca. Làm thức linh mục đã cao lông cừu. Kết hôn cho anh này rất nát và thật lầy. Hôm cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái xương nhỏ đã khiến cho con trò lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt ở trong ngôi nhà Jack đã xây. À đây là con ngựa với chó xong và sừng. Người nông dân ở đây dọc cây bắp này làm cho con gà cùng nhau la cà. Làm thức linh mục đã cao lông cừu. Kết hôn cho anh này rất nát và thật lây. Hôm cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái xương nhỏ đã khiến cho con trò lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Wow, ngôi nhà của Jack chắc chắn là một câu chuyện dài. Này các em, hãy đếm nào. 1, 2, buộc giày liền tay. 3, 4, gõ cánh cửa lớn. 5, 6, nhặt que táo. 7, 8, bám thẳng đều. 9, 10, con gà béo cười. Còn nữa, 11, 12, đào liền tay. 13, 14, cô ấy muốn. 15, 16, làm bánh táo. 17, 18, cả đám ngồi chờ. 19, 20, bánh tươi không còn. Hãy đếm một lần nữa nào. 1, 2, buộc giày liền tay. 3, 4, gõ cánh cửa lớn. 5, 6, nhặt que táo. 7, 8, bám thẳng đều. 9, 10, con gà béo cười. Hãy ghi nhớ những gì tiếp theo. 11, 12, đào liền tay. 13, 14, cô ấy muốn. 15, 16, làm bánh táo. 17, 18, cả đám ngồi chờ. 19, 20, bánh tươi không còn. Bạn có vui không? Hẹn gặp lại lần sau. Nhìn kìa, ba chú mèo con. Ba chú mèo lắm mất tất mình và chú bắt đầu khóc to. Mẹ ơi, con đã lắm mất tất mình, chúng con rất buồn mẹ ơi. Cái gì con đã lắm mất tất mình để bánh sẽ không cho. Mi eo, bánh mẹ phạt không cho. Ba chú mèo tìm thấy tất mình và chú bắt đầu la to. Mẹ ơi, con đã tìm thấy tất mình và chúng nó đã ở đây. Con ngoan vì tìm thấy tất mình, thế bánh là của con. Mi eo, mình có bánh rồi ba ơi. Ba chú mèo mặc chiếc tất vào và chú bắt đầu ăn bánh. Mẹ ơi, con đã lắm mất tất mình, chúng con rất buồn mẹ ơi. Cái gì con đã lắm mất tất mình, sao con lại nghịch thế kia. Mi eo, tất mất rồi con đâu. Ba chú mèo giặt chiếc tất mình và chú bắt đầu hong khô. Mẹ ơi, con đã giặt chiếc tất sạch và chúng nó đã ở đây. Con ngoan vì làm chiếc tất sạch, mẹ ngươi thấy mùi chuột to.
mi eo, chúng con nghe mùi chua to. Các chú mèo con trông rất vui. Này các Farmies, hôm nay chúng ta sẽ đi chợ nhé. Vào khu chợ, vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi về nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ, vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi về nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ, vào khu chợ, gà con chúng ta sẽ mua. Chúng ta về đi đến nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ, vào khu chợ và mua một cái bánh to. Chúng ta đi đi về nhà, chúng ta đi đi về nhà, đã mua xong rồi. Vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi đến nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ gà con chúng ta sẽ mua. Chúng ta về đi đến nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ và mua một cái bánh to. Chúng ta đi đi về nhà, chúng ta đi đi về nhà, đã mua xong rồi. Hãy nhìn những chú gà con dễ thương đang nhảy này. Chít chít. Năm chú gà con trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: các con trên giường không được nhảy lon ton. Bốn chú gà con trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: các con trên giường không được nhảy lon ton. Ba chú gà con trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: các con trên giường không được nhảy lon ton. Hai chú gà con trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: các con trên giường không được nhảy lon ton. Một chú gà con trên giường nhảy lon ton. Làm chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: bé con trên giường và hãy ngủ đi thôi. Và tất cả những chú gà con đều đi ngủ. Chít chít. Chúng ta hãy đi xe đạp. Nhưng trông nó có vẻ đáng sợ. Hãy cùng lái
thế đâu. Thử nào còn nhé, sẽ thương ai đây. Mình đang lái này, ồ đúng đây, vẫn đúng rồi, vẫn đúng rồi. Nếu chiếc xe đắp nhỏ xinh xinh, hãy đến ngồi lái đi. Ở đỉnh núi thật cao, hay ở thung lũng dưới kia. Vượt bão tuyết và mưa, hay lái chậm với nhanh. Đôi non đi này vẫn được thôi, hay đạp nữa đi lên trên đồi. Mình đang lái à, ồ đúng đây, vẫn đúng rồi, vẫn đúng rồi. Nếu chiếc xe đạp nhỏ xinh xinh, hãy đi đến ngồi lái đi. Ở đỉnh núi thật cao, hay ở thung lũng dưới kia. Vượt bão tuyết và mưa, hay lái chậm với nhanh. Con thích không nào? Vâng vâng vâng. Vui phải không? Vâng vâng vâng. Này con lái à, ồ con xe, xe lái xe, xe lái xe. Nếu chiếc xe đắp nhỏ xinh xinh, hãy đến ngồi lái đi. Ở đỉnh núi thật cao, hay ở thung lũng dưới kia. Vượt bão tuyết và mưa, hay lái chậm với nhanh. Vui phải không nào? Hãy để tất cả chúng ta lái xe một lần nữa với các Famis. Gia đình ngón tay đang trốn ở đâu nhỉ? Tôi
tôi chạy đây này các em, hãy đi gặp các phương tiện giao thông cùng với các Famis nào. Bọn mình chào ông taxi, Famis xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Tìm và tìm hành khách nếu cần và chờ anh ta đến đó. Chúc ông vui vẻ và may mắn nhiều. Mình chào xe buýt này, Famis xin chào. Chị làm gì thế và đi đâu vậy? Mình chờ bọn trẻ đến trường học và đưa đón. Bye bye xe buýt và chúc lái an toàn. Mình chào ngài xe chứa trái này, Famis xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Mèo kẹt trên cây cần tôi đến giúp. Bye bye xe cứu hỏa và hãy giữ thân mình. Mình chào phi cơ này, Famis xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Mình vận chuyển hàng hóa nhiều nơi trên thế giới. Hãy nhanh lên máy bay này và chúng mình sẽ gặp lại. Chào ngày tàu thủy đến chốn này, Famis xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Mình chờ nhiều khách cùng ra biển lớn và sẽ gặp lại nhau mỗi khi chẳng làm gì. Thật là vui khi được gặp các phương tiện vận tải phải không? Hẹn sớm gặp lại cùng các Famis nhé. Tạm biệt. Nhìn kìa, đó là một con nhện đáng sợ. Nhện XTBC đi lên trên vòi nước kìa. Và cơn mưa đến cuốn trôi nhện ta ra ngoài. Mặt trời soi sáng hong cô một cơn mưa rào. Và nhện XTBC tiếp tục lại leo lên vòi. Ô, con nhện thật là vui. Nhìn ECBC đi lên trên vòi nước kia. Và cơn mưa đến cuốn trôi nhìn ta ra ngoài. Mặt trời soi sáng hong khô một cơn mưa rào. Và nhìn ECBC tiếp tục lại leo lên vòi. Con nhện không bao giờ bỏ cuộc, đúng không các bạn? Nhìn ECBC đi lên trên vòi nước kia. Và cơn mưa đến cuốn trôi nhìn ta ra ngoài. Mặt trời soi sáng hong khô mỗi cơn mưa rào. Và nhìn ECBC tiếp tục lại leo lên vòi. Chào các em, hãy để cho người nông dân nói với các em về cây cầu London Bridge nhé. London Bridge đang đổ xuống đó, đổ xuống đó, đổ xuống đó. London Bridge đang đổ xuống đó. Một cô gái đẹp xây nó lên bằng gỗ và đất, gỗ và đất, gỗ và đất. Xây nó lên bằng gỗ và đất. Một cô gái đẹp gỗ và đất được rửa sạch sẽ, rửa sạch sẽ, rửa sạch sẽ. Gỗ và đất được rửa sạch sẽ. Một cô gái đẹp
xây nó lên bằng gạch và vừa, gạch và vừa, gạch và vừa, xây nó lên bằng gạch và vừa, một cô gái đẹp. Gạch và vừa sẽ không chịu được đâu, không được đâu, không được đâu. Gạch và vừa sẽ không chịu được đâu, một cô gái đẹp. Xây nó lên với sắt và thép, sắt và thép, sắt và thép. Xây nó lên với sắt và thép, một cô gái đẹp. Sắt và thép không bị uốn cong, bị uốn cong, bị uốn cong. Sắt và thép không bị uốn cong, một cô gái đẹp. Xây nó lên bằng bạc và vàng, bạc và vàng, bạc và vàng. Xây nó lên bằng bạc và vàng, một cô gái đẹp. Lần đến Rick đang đổ xuống đó, đổ xuống đó, đổ xuống đó. Lần đến Rick đang đổ xuống đó, một cô gái đẹp.